Em Bình Ô Tô Phát Đạt, hôm nay em sẽ giới thiệu cho chư vị gần xa biết một cái ngôi chùa Phước Huệ nha, nằm ở trong cái thành phố Biên Hòa. Đó thì em đi chùa cơ duyên em đến đây thì em quay phim cho quý vị xem ha. Quý vị nào có duyên thì mình đến đây có thể mình học tập tu đạo ha. Rồi mình cũng có thể chữa bệnh căn rồi. Hiện tại em cũng có mấy cái dông theo ha, thì em đến đây nha quý anh chị. Thì cái này là em chia sẻ cho quý anh chị thôi, còn quý anh chị nào tin không tin thì tùy duyên với quý anh chị nha. Đây là chùa Phước Huệ ở thành phố Biên Hòa nha. Nó ở ở ở gần trường cơ điện kỹ thuật Đồng Nai quý anh chị. Với nó gần ngay chỗ cái đường 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 năm nối dài mới ở thành phố Biên Hòa nha. Hỏi chùa Phước Huệ người ta sẽ chỉ cho quý anh chị nha. Rồi cơ duyên của quý vị mà có bệnh tật thì quý vị sẽ gặp mẹ Quan Âm nha. Mẹ Quan Âm sẽ có nước cam lồ để chữa bệnh bách bệnh cho quý vị nha. Đó thì đây là mẹ Quan Âm nha. Rồi em xin kính chào quý vị nha. Còn quý vị nào muốn hỏi thêm về địa chỉ gì thì cứ điện thoại cho em 0933015354 ha. Em tên Bình ha. Ô tô Phát Đạt nha quý anh chị. Kênh YouTube của em là Bình Phan Thanh Ô Tô Phát Đạt, hoặc là Bình Phan Thanh Đờn Học Gan Bài Mưa Chiều Miền Trung, hoặc là Bình Phan Thanh Sửa Quạt, Bình Phan Thanh Bán Mazda 323, Bình Phan Thanh Bán Honda Accord 1985. Quý vị mà lần đầu mà vô cái kênh xem được cái clip này thì vui lòng cho em một đăng ký kênh và một ủng hộ like, một lượt chia sẻ. Em cảm ơn quý anh chị nha. Em Phan Thanh Bình xin kính chào quý anh chị nha. Em nhắc lại là cái chùa này kêu là chùa chùa Phước Huệ nha quý anh chị, ở Biên Hòa gần trường cơ điện kỹ thuật, nói chung là cái trường ta kêu bằng trường cơ điện máy cưa đó. Nó nằm ngoài sao sao trường đó, nó nằm khoảng giữa giữa đường của đường năm nối dài mới nha quý anh chị. Nếu mà quý chị không biết thì mình đến đó, mình đến cái chỗ trường cơ điện mình hỏi là người ta sẽ biết nha. Chùa này là có sư tên là thầy Sư Tranh đó quý anh chị. Quý anh chị cứ hỏi là thầy chùa của thầy Sư Tranh đó, là người ta sẽ trả lời cho quý anh chị, người ta chỉ đi quý anh chị đến tới chùa nha. Em xin phép em chào quý anh chị nha.